đồng chí bộ trưởng này rất là sâu sát, trực tiếp là liếm cái nước giếng của bộ đội để xem là bộ đội như vậy ăn cái nước giếng mà ngoài đảo đó, sử dụng nước giếng bộ đội ở ngoài đảo đó thì nó có phù hợp hay không.